Lão bà Bạch Tuyết bị ông Tây tố dùng bằng tiến sĩ giả, thật hư thế nào? Có thể nói tình trạng bằng giả chưa bao giờ dậy sóng như bây giờ tại Việt Nam. Vụ Vương Tuấn Việt chưa bao lâu thì nay lại đến thông tin nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết, người được chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phong tặng nghệ sĩ nhân dân, dính lùm xùm bằng giả. Lần này người tố cáo rất nặng ký, đó là ông Luke Robinson của Đại học Anh Quốc. Ông này có bằng tiến sĩ điện ảnh và truyền thông. Ông khẳng định hình ảnh tấm bằng do nghệ sĩ Bạch Tuyết cung cấp không phải là chứng nhận tiến sĩ tiêu chuẩn. Ông Luke Robinson khẳng định: tôi không tìm thấy luận án tiến sĩ nào như nghệ sĩ Bạch Tuyết nói bảo vệ. Tôi kết luận sơ bộ bà Tuyết chỉ có chứng nhận khen thưởng, tức là Học viện Kịch Nghệ thuật Hoàng gia khen thưởng, chứ không phải cựu sinh viên hay có bằng tiến sĩ. Sau đó ông Luke còn thọc một câu cẩn thận như: có thể đó là một chứng cứ chứng nhận tiến sĩ danh dự, nhưng tôi phải nói rằng bản thân không biết liệu có một định dạng tiêu chuẩn nào cho loại chứng nhận này hay không. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy một chứng nhận tương tự. Những dữ liệu mà ông Luke cung cấp rất thuyết phục. Nếu những gì ông nói là sự thật thì rất có thể tấm bằng tiến sĩ của bà Bạch Tuyết là bằng giả. Xem ra nữ nghệ sĩ gạo cuội của Việt Nam đã dính một đòn rất đau. Bà cần chứng minh tấm bằng của bà là thật để giữ cho danh dự bản thân. Bà đã cho người đại diện trưng các bằng chứng ra trước công luận rằng tại thời điểm vào năm 1995, nghệ sĩ xin phép xuất ngoại du học cần có sự xác nhận của nhà nước, trong đó có giấy phép của Bộ Văn hóa. Quá trình học tập và hoàn thành việc học cũng được báo cáo đầy đủ để cơ quan quản lý nắm rõ. Tuy nhiên, việc nhà nước cho phép đi du học cũng không thể chứng minh người được cấp phép là đi du học thật. Chỉ có hồ sơ gốc tại trường, cơ sở đào tạo mới có đủ chứng cứ thuyết phục. Như vậy, bằng chứng của ông tiến sĩ người Anh thuyết phục hơn bằng chứng của nữ nghệ sĩ Việt Nam đưa ra. Chuyện về tấm bằng tiến sĩ của nghệ sĩ Bạch Tuyết vẫn chưa ngã ngũ, chưa thể khẳng định ai đúng ai sai. Tuy nhiên, nhìn vào bằng chứng, người dân phần nào biết được gần như sự thật hơn. Rất có thể người chủ của tấm bằng trên không có bằng chứng nào tốt hơn để mà chứng minh điều đó cả. Trong một số trường hợp, bằng thật bằng giả không dễ chứng minh, và dù có 20 rõ 10 thì việc xử lý cũng chưa chắc đã làm hài lòng công chúng. Ví dụ như trường hợp của ông Thích Chân Quang, ông bị tước hết bằng cấp nhưng đơn vị cấp bằng lại là Đại học Luật thì lại chẳng xử lý gì cả. Gần đây, nguồn tin nội bộ cho biết tấm bằng cử nhân kinh tế mà Nguyễn Xuân Phúc khoe khoang là tốt nghiệp tại Đại học Quốc gia Singapore cũng là bằng giả. Tuy nhiên, Đảng đã lờ đi điều này, bởi nếu phanh phui thì Đảng sợ sẽ bôi bẩn bộ mặt của Đảng. Thật ra, với những tấm bằng được các đại học nước ngoài cấp, không khó để kiểm tra. Chỉ cần dựa vào trình độ tiếng Anh thì đã đánh giá được một người là học thật hay học giả. Nếu thực sự đi học thì trình độ tiếng Anh phải lưu loát, ví dụ như ông Phạm Bình Minh. Còn phát âm tiếng Anh mà cờ lờ mờ như ông Nguyễn Xuân Phúc thì đủ hiểu trình độ của ông đến đâu rồi. Hơn nữa, suốt bao nhiêu năm ngồi ghế thủ tướng, rồi ghế chủ tịch nước, tham gia nhiều hội nghị quốc tế, ông chưa bao giờ giao tiếp được bằng tiếng Anh. Ông cũng không hiểu được những thông báo bằng tiếng Anh trong các hội nghị khiến ông thực hiện hành động tập thể sai cách, làm trò cười cho truyền thông và công chúng. Nếu nghệ sĩ Bạch Tuyết học thật thì bà sẽ nói tiếng Anh lưu loát hơn. Không rõ đã có ai nghe thấy nữ nghệ sĩ nói tiếng Anh bao giờ hay chưa. Tuy nhiên, kể cả khi bà nói được tiếng Anh thì vẫn chưa đủ để chứng minh rằng tấm bằng tiến sĩ của bà là thật, mà cần phải có hồ sơ gốc từ trường đại học mà bà đã theo học. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Lão bà Bạch Tuyết bị ông Tây tố dùng bằng tiến sĩ giả, thực hư như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chỉ trong vòng 3 năm có đến 226 người bị chết khi tạm giam trong đồn công an. Vào ngày 23 tháng 11, báo chí nhà nước cho biết cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can Lưu Quang Trung để điều tra về tội lợi dụng nhục hình dẫn đến một người tử vong.
Trước khi bị bắt, Lưu Quang Trung mang các hàm trung úy, là điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ông ta đã dùng nhục hình để tra tấn một người dân đến chết tại đồn công an vào hồi tháng 3 vừa qua. Trung úy công an là một sĩ quan cấp cơ sở, quyền lực không được bao nhiêu nhưng đã thể hiện ra sự độc ác đến mức tàn bạo, hành hạ nạn nhân đến chết. Đây là tình trạng nhức nhối của ngành công an suốt bao nhiêu năm qua. Tình trạng này được bộ máy chính quyền bao che, nên một khi công an đã làm chuyện ác thì họ không có điểm dừng. Còn nhớ trong buổi họp thường vụ Quốc hội vào ngày 19 tháng 3 năm 2015, khi đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho họp đoàn giám sát tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Buổi họp này báo cáo công khai rằng trong 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2014, có đến 226 người đã bị chết khi tạm giam tại đồn công an. Con số này cho thấy mức độ tàn ác của công an viên thực hiện kinh khủng như thế nào. Đây là một con số thống kê do chính ngành công an công bố mà cũng chỉ có số liệu trong 3 năm. Thực tế, với bề dài mấy chục năm cai trị của Đảng cùng với sự tàn ác của công an thì chắc chắn con số sẽ cao hơn rất nhiều. Điều đáng sợ hơn là sau đó, đặc biệt từ thời kỳ Tô Lâm và Bộ Công an làm Bộ trưởng Bộ Công an, số liệu và thông tin về những người bị bạo hành đến chết trong trại giam không được công khai nữa. Nghĩa là Đảng không những không xử lý những kẻ bức cung nhục hình mà còn bao che cho những kẻ này. Người đưa ra chủ trương này không ai khác chính là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính ông Trọng đã mặc kệ để cho Tô Lâm vi phạm pháp luật mà không bị phơi bày ra công luận. Nay vụ trung úy cảnh sát bị khởi tố vì nhục hình nạn nhân đến chết có thể coi là một trường hợp hiếm hoi. Còn những trường hợp khác không bị truy tố, có nghĩa là công an được phép tra tấn người dân cho đến chết. Điều đó thật đáng sợ. Thật ra, ác với dân là kế sách lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ muốn gieo rắc sự sợ hãi vào dân chúng để mà dễ bề cai trị. Thường khi xảy ra một vụ bức cung nhục hình, thì không chỉ ngành công an tìm mọi cách để bao che, mà cả hệ thống tố tụng cũng bao che theo. Vào năm 2015, hai luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam bị một nhóm côn đồ tấn công vì hai luật sư này muốn tìm công lý cho Đỗ Đăng Dư, một thanh niên bị công an Chương Mỹ, Hà Nội nhục hình cho đến chết. Kết quả, hai luật sư này phải bỏ cuộc vì sự đe dọa, hành hung của công an nhưng trá hình là côn đồ. Tuy báo chí nhà nước Cộng sản cũng đưa tin về vụ hành hung này, nhưng chỉ với mục đích cố chứng tỏ công an vô can hoặc để bào chữa rằng nhà nước không đồng tình với hành động của nhóm côn đồ kia. Kết quả, hệ thống chính trị thành công cụ để bảo vệ cho những cái ác và những hành vi vô pháp, vô thiền. Các công an viên cứ tiếp tục tàn ác với dân mà không phải chịu một trách nhiệm nào. Đó cũng là thông điệp mà chính quyền ngầm gửi đến giới luật sư rằng đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không sẽ bị trừng trị. Người dân thì ngày càng bất mãn chế độ, một chế độ thối nát từ thượng tầng đến cơ sở. Bên trên thì chém giết lẫn nhau để tranh giành đoạt lợi. Bên dưới thì tha hồ đục khoét, đe dọa chấn lột người dân để mà làm giàu và để cống nạp lên trên. Một chính quyền như thế chỉ có cách dung túng cho công an làm điều khác thì mới đè ép được người dân để an tâm, ăn no, rồi chiến nhau mà tranh giành ghế trên thượng tầng. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin, chỉ trong vòng 3 năm có đến 226 người đã phải ra đi khi bị tạm giam trong đồn công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.